Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tiết lộ Nathan Lee đã mua bản quyền nhạc vô thời hạn trên toàn cầu. Nhạc sĩ Con Đường Mưa tiết lộ Nathan Lee chấp nhận bỏ ra số tiền lớn hơn để mua bản quyền các ca khúc của anh trên mọi lãnh thổ. Điều này đồng nghĩa Cao Thái Sơn không được phép biểu diễn những ca khúc mà Nathan Lee đã mua bản quyền trên lãnh thổ Hoa Kỳ, trừ trường hợp Cao Thái Sơn được sự đồng ý của người nắm bản quyền. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng chia sẻ rằng anh đã hỏi ý kiến của Cao Thái Sơn trước, tuy nhiên nam ca sĩ gốc Huế quyết định không mua mà chờ đến khi nào hết hạn rồi tính lại. Hôm qua ngày 25 tháng 5 năm 2021, Cao Thái Sơn có liên lạc mình để hỏi có được hát tại Mỹ và các nước châu Âu không. Mình trả lời, cậu nên mua quyền biểu diễn tại nước ngoài vì đúng thật là hợp đồng độc quyền tớ thỏa thuận với anh Nathan Lee chỉ có phạm vi ở lãnh thổ Việt Nam. Mình là bạn nên cậu đề xuất giá nhé. Thế nhưng sau cuộc nói chuyện, Sơn đã chốt lại, thôi không cần nữa, để khi nào hết hạn rồi tớ tính lại. Như vậy về nguyên tắc, anh Nathan Lee lại được quyền deal tiếp các điều khoản. Hôm nay 26 tháng 5 năm 2021, anh Nathan Lee đã chốt lại là sẽ mua độc quyền biểu diễn các ca khúc trên vô thời hạn trên mọi lãnh thổ. Tất nhiên là với chi phí cao hơn, tiền tác quyền sẽ được trả liên tục hàng năm, phân chia lợi nhuận trên YouTube và các nền tảng nhạc số khác, ưu tiên kênh YouTube của Nguyễn Văn Trung. Ngoài ra các đơn vị vẫn được sử dụng và được VCPMC thu tiền như bình thường. Các audio và MV cũ vẫn không bị ảnh hưởng, không ai bị thiệt thòi hay mất gì cả. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chia sẻ trên trang cá nhân.